Okay, let me hurry you back. Sit by low. Vậy là cả nó có cả này đó. Đó, 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 đó. Đó, nó ăn rồi đó, ăn rồi đó. Đó, thấy không? Đó, có cá lên kìa, có cá lên kìa. Đó, ông kéo con cá lên kìa. Trong thùng có một con cá nè. Jacksmells. Trong đây câu được mấy con, ai câu được sáng giờ mình câu được. Trong anh mình câu được mấy con. Câu được hai con, sao? Ăn sáu con á. Mùa hè cho nên người ta nướng, người ta treo nè. Cái treo cái này gọi là gì? Cái lú. Vui ha. Tôm tươi nha. Tôm tươi. Không có này tôm tươi còn kia tôm bóng đá khác à. Tôm tươi à, kia tôm tươi à. Giống vậy luôn về làm cho tôi làm. Nó đông đá rồi, còn này tôm tươi này không có đông đá. Mà xài lớn với cái xài 16 với 20. Câu được mười mấy con cá về đây. Tôm này nó lạ. Đóng cá này còn cái này mình lột ra. Mình lấy xương ra rồi mình đập, mình ướp muối rồi mình phơi khô. Phơi khô một nắng là ăn, chiên lên ăn rất là ngon. Cảm ơn. Bây giờ nè. Lấy được cái phần xương chính giữa thôi. Okay, rồi xong rồi mình bỏ muối vô nè. Mình đặt muối vô. Sẽ đi phơi. Mình cho chút ớt xong rồi. Mình ướp ớt nè, tỏi nè. Bây giờ từng miếng này mình sẽ tìm cách làm sao đem ra ngoài phơi đây. Trời đang nắng. Còn đây là tác phẩm. Mình lột ra giúp cái xương chính giữa phơi. Bây giờ mình bỏ như vậy không biết nó đủ khô trơn rồi, tôi kệ nó cứ phơi đen nắng đi, không thì mai phơi nữa, phơi xong cái mình bỏ tủ lạnh đá đó.